em đi vô tắm rửa thay đồ ha, cái xong rồi em trải tiền ra em ủ, tiền nó nhăn nhéo trơn rồi sao xài được nữa. Tiền anh gấp nhăn quá. Chuẩn bị BD. Có BD gì đang dạng như sung sướng mà. I'm sexy and I know it and I know it. Trời trời ơi, cái lưỡi ông đe ra kìa trời, cái lưỡi anh mà lè kiểu đó, ai chịu đời nổi anh. Tối nay tôi ăn đi chơi đêm đi. Đi đâu anh? Đi đi đâu cũng được, mình đừng đừng lo, tôi không tính tiền đâu, tôi bao tiền khách sạn. Rên, tại có tại quen mới rên. Trời ơi, nè, lắc cái này nó gãy, nó gãy rồi, tôi té xuống đây, gãy xương sống tôi sao? Xì rồi. Đâu có đâu. Tôi chỉ nói gì kỳ cục vậy? Tụi tôi là tụi kêu là hủ tiếu, mà giờ tự nhiên kêu mì ra là sao mà tụi ăn được? Tôi nói là tôi không ăn mì được, tôi bị dị ứng với mì mà. Trời ơi, cách cứu gì mà khó khăn quá, rồi hết quá đó, ăn hành nhiều, ớt nhiều phải không? Rồi đây vậy tôi đang ăn mà. Đó, nè, muốn ăn thì ăn đi. Làm thấy ghê à. Ăn thôi mà xài xể người ta thấy ớn. Có một tô hủ tiếu. Cưng có bệnh gì không? Đâu có đâu bác. Thấy chưa, nó nói nó đâu có bệnh, phải chứ nó bệnh nó lây thì đổi thừa nó. Nó đâu có bệnh đâu. Mà cho dù thí dụ như nó thôi. Rồi vô lại đi chú, vô lại đi. Quể rồi, ráng ra. Phụ coi. Bây giờ là chú không xuống. Ôi trời ơi, trời ơi. Ôi cảm ơn anh xoáy ca. Ôi trời ơi, trời ơi. Ôi trời ơi, tôi bệnh cái hàng có tắm này đây mấy bên đời. Chắc chắn là sao sẽ không rớt rồi nhép, đồ hứa luôn. Anh có bông cúc trắng không? Anh có bông thạch thảo không? Anh có bông thạch thảo không? Thường thạch thảo người ta không gọi là bông, mà là hoa. Vậy anh có hoa thạch thảo không? Anh chu đáo quá. Anh có hoa thiên lý không? Quên, lỡ hỏi lại cô đó. Phát sóng thứ 6 hàng tuần vào lúc 21:50 bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 năm 2017 trên kênh HTV7.